Wow, nhìn nè các bạn ơi. Ở đây chúng ta có rất là nhiều những chiếc xe luôn. Và những chiếc xe này đang nằm ở trong một hào bùn rất là dơ luôn đó các bạn ơi. Oh my god. Chưa hết đâu, phía bên này chúng ta cũng còn rất là nhiều những chiếc xe khác nhau. Và tất cả những chiếc xe này cũng đều bị nhấn luồn bùn luôn đó. Haha, còn đây là một thau nước mà mình đã chuẩn bị từ trước. Thau nước rất là sạch. Bây giờ mình sẽ dùng thau nước này để rửa những chiếc xe này nha. Bắt đầu nào. Không biết đây là xe gì nữa các bạn ơi. Haha, thì ra đây là một chiếc mô tô Police Trap. Có cả một chiếc xe máy xúc mini. Chiếc xe này bé xíu luôn. Cũng đoán thử xem chúng ta sẽ có gì nữa đây. Ta-da! Và đây là school bus, xe chở học sinh. Có rất là nhiều bùn dính trên những chiếc xe như vậy luôn đó nha. Wow, một chiếc xe bán tải rất to. Không biết đây là xe gì nữa nào. Haha, một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân. Oh my god, chúng ta có một cái đầu con khủng long rất là to ở trên chiếc xe này. Wow, hãy nhìn này, lại có thêm một chiếc xe bán tải. Và lần này nó được trang bị thêm một cái cần cầu phía sau. Ta-da! Police bus. Xe màu đỏ này là xe thang mọi người đó nha. Oh my god, đây là một chiếc máy bay đó các bạn. Wow, rất là đẹp luôn đó nha. Haha, bây giờ thì nó đã biến hình thành một con robot luôn rồi. Rất tuyệt vời đúng không nào?
bấm thử xem tiếp theo đây là xe gì đây các bạn. Đây là xe máy xúc. Wow, sau khi rửa sạch chúng ta có rất là nhiều những chiếc xe rất đặc biệt và đẹp mắt đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với những chiếc xe bên này đó nha. Để xem nào. Wow, đây là truck bus, xe chở công nhân. Wow, còn đây là Moto Police Blue. Wow, xe cứu hỏa. Chiếc xe màu vàng này là xe cần cầu đó các bạn. Chở xăng dầu đó các bạn. Haha, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây này. Có một chiếc xe siêu to khổng lồ ở đây luôn. Wow. Và bùn cũng rất là nhiều luôn đó các bạn ơi. Wow, sau rất nhiều thao tác rồi đi rồi lại thì mình cũng đã rửa sạch được chiếc xe này. Và đây trên tay của mình là một chiếc xe trộn bê tông rất là to. Và xe cũng rất là đẹp đúng không? Đây sẽ là toàn bộ tất cả những món đồ chơi mà ngày hôm nay mình đã nhập được đó các bạn ơi. Chúng ta có rất là nhiều các loại xe khác nhau ở đây. Sau khi được rửa sạch thì rất là đặc biệt và vô cùng đẹp mắt luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.